Xin chào, cô Thư đã trở lại với các bạn trong bài học thực hành mô phôi bài 3. Bài 1 mình đã học về biểu mô, bài 2 mình đã học về mô liên kết, và bây giờ mình học bài 3 là bài mô cơ nhé. Trong cơ thể người có 3 loại cơ, đó là cơ vân, cơ trơn và cơ tim. Bây giờ cô sẽ vẽ cho các bạn coi nhé. Đây, con này là tế bào cơ trơn. Đây các bạn, đó là cơ trơn. Cái cơ trơn này là tế bào hình thoi có nhân, một nhân duy nhất nằm ở chính giữa của tế bào, là cái nhân hình gậy nằm ở chính giữa của tế bào, đó là tế bào cơ trơn. Như vậy ở đây, nếu chỉ vào đây hỏi các bạn tế bào gì thì các bạn sẽ trả lời cho cô là tế bào cơ trơn, cấu trúc cơ trơn cắt dọc. Nhưng bây giờ nếu mà cô cắt ngang đây thì hình ảnh này các bạn sẽ thấy nè, đó, cắt ngang thì nó sẽ ra được bao nhiêu đây, và cái nhân nằm ở đây. Nhưng mà nếu các bạn cắt ngang đây thì hình ảnh nhỏ hơn và không có cái nhân, đúng không nào? Rồi nếu mà hình ảnh cắt ngay đây thì cái tế bào mình thấy nó nhỏ xíu vậy nè, và nó không có nhân. Như vậy ở đây nếu mà mình cắt một cách ngẫu nhiên thì nó sẽ có những cái có nhân, những cái không có nhân, và kích cỡ không đều nhau. Và như vậy ở đây nếu chỉ vào đây nè, hỏi là tế bào gì, mình vẫn trả lời là tế bào cơ trơn. Nhưng mà cấu trúc gì thì cơ trơn cắt ngang. Ở đây bao nhiêu đây thì không đủ dữ kiện để cho mình hỏi là cơ quan gì. Tại vì khi nào mình hỏi cơ quan gì thì các bạn phải nhìn thấy ở phía trong đó nó có các cái chi tiết, có các cái cấu trúc mà các bạn nhận diện được cơ quan thì mình mới hỏi cơ quan. Còn bao nhiêu đây, làm sao biết được ở dài dài hay là ở ruột non, không biết được, làm sao mà hỏi được nha. Ở đây nhiêu đó là không hỏi là tế bào. Thì nó có hình trụ như thế này và hai đầu nó thon lại. Như vậy thì các bạn thấy nó có những cái vân, vân tối, vân sáng. Đó. Như vậy cơ này nó là cơ vân. Đó. Mà cái cơ vân này thì đặc biệt nó có chứa rất là nhiều nhân nha các bạn. Cái tế bào này nó có chứa rất nhiều nhân, và đặc biệt là nhân nó phải nằm ra ngoài rìa của tế bào. Đó là sự khác biệt. Mặc dầu là tế bào cơ trơn, cơ vân, cơ tim đều có siêu sợi actin và siêu sợi myosin hết, nhưng mà có anh tạo thành cái đơn vị có cơ, còn có anh thì không có. Nhưng mà ở đây chủ yếu phần thực hành các bạn phân biệt dùm cho cô, một nhân duy nhất nằm chính giữa tế bào hình thoi, đó là cơ trơn. Còn cơ vân thì tế bào hình trụ và hai đầu thon lợi, nhưng đặc biệt đó là rất nhiều nhân nằm ở ngoài rìa của tế bào. Thì ở đây là tế bào này là tế bào cơ vân. Như vậy nếu mà cô thêm một sợi ở đây nữa đó, thì các bạn sẽ thấy nhân này. Đó, nhân này. Như vậy thì nó cũng có những cái vân tối, vân sáng ở đây. Như vậy thì ở đây nếu thi chỉ vô đây hỏi các bạn tế bào gì, cơ vân, cấu trúc gì, cơ vân cắt dọc. Nhưng bây giờ nếu mà các bạn cắt một nhát như vậy đó, thì các bạn sẽ cho ra cái hình ảnh một sợi đây. Đó, cái nhân ở đây một cái, đây một cái nhân. Như vậy mình sẽ có hai cái nhân, và cái hình ở phía dưới này là không có cái nhân nào hết. Đấy. Như vậy thì ở đây hỏi tế bào gì, vẫn là tế bào cơ vân, cấu trúc cơ vân cắt ngang. Còn trên đây là cấu trúc cơ vân cắt dọc. Và đương nhiên rồi, cũng không hỏi cơ quan gì, tại vì cái này đâu có biết nó nằm ở đâu, đâu có biết nó bám ở cái tay hay là ở cái chân hay là ở cái lưỡi. Thì ra cái này là không hỏi cơ quan được. Vậy là mình đã qua hai loại cơ. Bây giờ mình sẽ còn một cái loại cơ cuối cùng nữa, đó là cơ tim. Rồi, cái cơ tim này các bạn, nó cũng có vân tối vân sáng luôn nha. Nó là hình trụ và nó phân nhánh. Đây cô vẽ đại khái như vậy.
nó cũng có vân tối, vân sáng. Đó. Và cái anh này ảnh có đặc biệt là cái vạch bậc thang các bạn. Đó, cái anh này nè, cái cấu trúc này chỉ có ở cơ tim mà thôi. Vạch bậc thang. Nó giống như cái cầu thang đi lên vậy đó, thì người ta gọi là vạch bậc thang. Và cái vạch bậc thang này là nơi tiếp giáp giữa hai tế bào với nhau. Và cái anh cơ tim này các bạn, ảnh sẽ được coi như là một cơ vân đặc biệt. Tại sao vậy? Tại anh này cũng có vài cái nhân, nhưng mà nhân ảnh không có nằm ra ngoài kia. Đó. Ngoài ra ở trong cái cơ tim này nó còn nhiều cái lỗ lưới và nhiều cái mạch máu, thì đó là hình ảnh đặc biệt của cơ tim. Thì cơ tim nó cũng có cơ tim cắt dọc và cơ tim cắt ngang, cũng giống như là cái hình ảnh ở phía trên này, mình đã cho sợi cắt dọc, sợi cắt ngang. Nhưng mà cái cơ tim này các bạn vô đây, nếu mà các bạn nhìn thấy tế bào là tế bào cơ tim rồi, thì cấu trúc là cơ tim cắt dọc hay là cấu trúc cơ tim cắt ngang. Ngoài ra ở đây mình được quyền hỏi cơ quan gì, đó là tim. Tại vì chính xác là thằng cơ này nó chỉ nằm ở tim thôi chứ nó không nằm đâu khác. Thì như vậy đó là cô đã vẽ để cho các bạn dễ tưởng tượng ra các cái sợi cơ. Đầu tiên cô nói về cơ vân. Thì cơ vân là những cái sợi cơ có hình trụ thon hai đầu, đúng nè, và nó rất là lớn, nhân nó nằm dạt ra ngoài rìa hết như thế này nè. Đó, rất là dễ để phân biệt luôn. Và ở đây mình đếm được luôn nè, một sợi nè, hai sợi nè, ba sợi nè, bốn sợi cơ vân, mình đếm được hết luôn. Và rõ ràng nó nằm dài như thế này nè, là cơ vân đang cắt dọc. Còn trong khi ở trên đây nè, thì các bạn sẽ thấy nè, nó đã có những cái khoanh tròn. Và nhân nó nằm ra ngoài nè. Nhân nằm ngoài rìa mà, nhiều nhân. Như vậy thì, ở đây nếu thi, chỉ ở đây hỏi, tế bào gì? Tế bào cơ vân. Cấu trúc gì? Thì các bạn sẽ trả lời cho cô là cơ vân cắt ngang. Ở đây, cấu trúc gì? Thì là cơ vân cắt dọc. Tế bào gì? Là tế bào cơ vân. Đó là mình xong cái slide này. Bây giờ do là nhiều cái slide của nhiều trường cho nên cô đưa lên để các bạn tham khảo luôn. Ở đây các bạn thấy nè, nó nằm dài như thế này. Và nhân nó nằm ra rìa này. Nhân nó ra rìa. Đó. Thì như vậy ở đây, cấu trúc này đang là cơ vân cắt dọc. Trong khi ở bên đây thì chúng ta thấy nó có từng khoanh một nè. Đó, từng khoanh tròn một. Và cái nhân nó nằm ra ngoài đây. Thì đây chính là cấu trúc là cơ vân cắt ngang. Còn tế bào thì chỗ nào cũng là cơ vân hết. Và bây giờ mình qua một cái loại cơ thứ hai, đó là cơ trơn. Cơ trơn thì tế bào hình thoi. Đây. Đó. Nhân hình gãy nằm ở chính giữa phần phình của tế bào. Như vậy là từ đây nè, chạy qua đây nè, là một tế bào đây. Đó. Một cái đầu ngay đây và một cái đầu ngay đây. Cái tế bào này nó có kích cỡ nhỏ hơn con hồi nãy nhiều. Và như vậy thì nguyên cái đám này nè là cấu trúc cơ trơn cắt dọc. Trong khi đó bên đây một khoanh như vậy nè là một sợi cơ trơn cắt ngang. Tùy theo mình cắt có ngang nhân hay không. Thí dụ như cái này là có ngang nhân nè, mình thấy đậm màu nè. Còn mấy cái mà nhạt nhạt màu đó là mình cắt ngang cái bào tương của nó thôi chứ không có đi qua nhân. Như vậy thì ở đây là tế bào đều là tế bào cơ trơn hết. Nhưng mà ở đây cấu trúc là cơ trơn cắt dọc, còn đây là cấu trúc là cơ trơn cắt ngang. Mình sẽ không hỏi cơ quan tại vì không biết cơ quan nó nằm đang là ở dạ dày hay là ở ruột non hay ở chỗ nào, thế nên mình sẽ không hỏi. Còn đây là cơ tim, mình nhìn vô thì cũng theo cái cách mình phân biệt hồi nãy, hay nó dài dài như thế này thì nó đang là cắt dọc, còn hay là những cái khoanh tròn gì nè thì nó là cắt ngang. Và cơ này là cơ tim, thì trên cái cơ tim này thì mình sẽ thấy được những cái vạch bậc thang. Thì vì đây là những cái tế bào là hình trụ có phân nhánh, và cái điểm mà tiếp giáp giữa hai cái sợi cơ với nhau, nơi đó có một cái cấu trúc đặc biệt gọi là vạch bậc thang, và nó chỉ có ở cơ tim mà thôi. Như vậy ở đây là cấu trúc cơ tim cắt dọc, tế bào cơ tim. Ở đây cấu trúc cơ tim cắt ngang, và tế bào là
vẫn là cơ tim. Nhân thì ở đây nó có nhiều nhân hơn là cơ trơn. Mình phân biệt cái anh cơ tim này, anh cũng có một vài nhân chứ không phải là một nhân giống như là bên cơ trơn nha. Nhưng mà anh này là một cơ vân đặc biệt. Tại sao người ta gọi nó là cơ vân đặc biệt? Bởi vì là nó có nhiều nhân, nó vẫn có phân tối phân sáng, nhưng mà nó lại không có hoạt động theo ý muốn. Và nhân nó không có nằm ra ngoài rìa nha. Còn trong khi cái anh cơ vân mình thì nhân toàn bộ nằm ra ngoài rìa hết và rất là nhiều nhân. Như vậy là cô đã trình bày xong với các bạn ba loại cơ. Cái cơ này các bạn, có nhiều bạn nói với cô là này nó khó quá, bỏ nó đi đừng có thi, nó lộn quá. Nhưng mà thực ra nó không có lộn các bạn. Cái anh cơ trơn là có một nhân duy nhất thôi, nằm ở cái giữa tế bào, và nó nhỏ xíu à. Trong khi đó cái cơ vân khi các bạn lên đan các bạn thấy nó lớn hơn rất là nhiều lần. Và nếu mà nói đi ngang nhân thì nhân nằm ra ngoài rìa, giống như cô vẽ nãy vậy đó. Nhưng mà bây giờ để cho các bạn dễ tưởng tượng là không biết cái nào cắt ngang, không biết cái nào cắt dọc, thì mình tưởng tượng ra ngoài đời sống cái nha, để cho các bạn dễ tưởng tượng. Bây giờ cô sẽ vẽ cho các bạn nè. Đó, các bạn tưởng tượng đây, cô đang vẽ cái củ cà rốt nha các bạn. Tại sao mình biết cái này là cà rốt nè? Tại vì cái này là cái lá kim thì nó là cà rốt. Với lại đây nè, cái cà rốt trong cái loại này, có nhiều bạn nói cô là vẽ củ cải trắng, không phải củ cải trắng à. Nếu mà củ cải trắng các bạn, cô nói với các bạn mỗi ngày học một điều mới. Nếu là củ cải trắng thì cái lá nó phải to như thế này đây. Còn cô vẽ như vậy nên là cô vẽ cái củ cải đỏ đó. Rồi bây giờ các bạn thấy là hồi nãy mình mới học cái bài xương xong đúng không? Mình có cục xương rồi, cục xương dài. Bây giờ mình có thêm cái củ cải đỏ nữa, mình sẽ làm cái gì nè? Đem hầm. Nếu mà các bạn đem hầm thì bây giờ có phải chuyện đầu tiên là rửa sạch xong rồi các bạn phải cắt ngang một phát đúng chưa? Khi mà mình cắt ngang như vậy thì các bạn có công nhận với cô là cái thiết diện mà mình vừa mới cắt được là cái phần này có đúng chưa nè? Như vậy thì cô đem cái phần đó ra đây, và ở trong này nó còn cái lõi ở trong đây đây, cái lõi của củ cà rốt nè, các bạn chịu chưa? Vậy thì ở đây khi mà các bạn làm bếp á thì các bạn nói là cắt ngang củ cà rốt, như vậy thì ở đây nó đang là cắt ngang. Vậy là củ cà rốt đang cắt ngang chứ gì nữa. Rồi, nhưng mà bây giờ cô sẽ không có cắt ngang. Giờ cô không có ăn cái món này nữa, cô không có hầm xương nó nữa nha. Bây giờ cô làm cái món khác nè. Đây, cô trả về cái hình ảnh cũ vậy đó. Bây giờ cô sẽ làm gỏi. Mà làm gỏi thì đương nhiên là mình phải bỏ dọc đó. Đó, mình sẽ cắt dọc. Cắt này là đang là cắt dọc nè, đồng ý không? Khi mình cắt dọc như vậy thì cái thiết diện vừa mới cắt đó, các bạn đồng ý với cô chưa? Thì thiết diện vừa mới cắt đó, nhưng mà các bạn cũng có được một miếng xanh xanh ở phía trong đó, các bạn đồng ý chưa? Thì như vậy cái này là củ cà rốt cắt dọc, cái này củ cà rốt cắt ngang. Nhưng mà bây giờ do mình để cho nó dễ học á thì cô sẽ vẽ cái thằng này lên trên nè đó. Cô lật chiều nó lại cho nó nằm ngang ra đó. Thì như vậy là cái anh này là cái anh này đang là cắt dọc. Và các bạn thấy cái hình ảnh này nè, nó giống hình cái con tế bào cơ trơn ở trên đây. Như vậy thì ở đây là củ cà rốt cắt dọc, còn đây là củ cà rốt cắt ngang, được chưa nè? Như vậy thì rõ ràng là cắt dọc hình ảnh nó dài, cắt ngang hình ảnh nó tròn theo cái đường kính của cái củ cà rốt. Như vậy thì nếu các bạn thấy nguyên một đám như vậy đó thì các bạn nói là cấu trúc là cơ trơn cắt ngang. Còn các bạn thấy một đám như vậy đó, nó dài thòn ở trên như vậy nè, nó nhìn nó không có rõ từng cái một, có khi rõ có khi không đó, thì các bạn nói đây là cơ trơn cắt dọc, đơn giản vậy thôi đó. Thì như vậy là các bạn thấy là cô đã vẽ xong cái phần để cho các bạn tưởng tượng cái hình ảnh cắt ngang và hình ảnh cắt.
Như vậy là cô vừa mới trình bày xong với các bạn về mô cơ bao gồm cơ tim, cơ trơn và cơ vân. Buổi học tới cô sẽ trình bày với các bạn là bài số 4 về mô thần kinh. Các bạn nhớ đón xem nha. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại vào bài 4.